Chào mừng anh chị đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật giá thành của các cái mẫu tủ lạnh Samsung side by side đang được giảm giá rất là sâu. Đang giảm đến từ 1 đến 2 triệu một chiếc. Đó là hai cái model với cái dung tích là hơn 600 lít của Samsung. Trước tiên này em sẽ đi vào cái model RS63R 5571SL. Đây, phía trên màn hình anh chị đang nhìn thấy đây. Đó là cái chính là cái mẫu tủ lạnh 642 lít và với cái tông màu là màu xám bạc. Màu bạc đấy. Đây, tủ thiết kế là dòng 3 cánh. Dung tích 642 lít là dung tích sử dụng. Thiết kế 3 cánh này thì ngăn mát thì sẽ là bên phải và dung tích lớn hơn, ngăn đông là bên tay trái. Cũng giống như dòng side by side dọc dài 2 cánh được. Tuy nhiên là cái mẫu này thì nó sẽ thiết kế là dòng 3 cánh, sẽ đẹp hơn, tiện ích sử dụng hơn. Đều là dòng công nghệ inverter tiết kiệm điện. Và cái công nghệ làm lạnh vòm thì làm lạnh rất là nhanh và giữ lạnh lâu. Mặt tủ thì sẽ là bằng thép không gỉ, sẽ chống bám vân tay, dễ lau chùi vệ sinh, không bao giờ bị han gỉ, bụi bẩn, rất là khó bám. Với cái mẫu này thì giá hiện tại em đang chạy chương trình giá rất là tốt, chỉ khoảng hơn 28 triệu thôi thì anh chị đã có thể sở hữu được chiếc tủ này rồi. Với cái mẫu của Samsung này thì với dung tích rất là lớn, hơn 600 lít thì anh chị sử dụng cho gia đình từ 6 đến 8 thành viên và sẽ được bảo hành chính hãng là 2 năm tại nhà. Bảo hành toàn máy là 2 năm, bảo hành 10 năm động cơ. Và ngoài cái chính sách bảo hành của hãng thì Ecomart vẫn có chính sách là 1 đổi 1 cho anh chị trong vòng 30 ngày. Và Ecomart vận chuyển lắp đặt miễn phí khu vực Hà Nội, bán kính 20 km. Đây, em sẽ lại gần hơn cái model. Đây là model của tủ. Và đây là nội thất phía bên trong tủ. Cánh tủ và tay nắm mở cửa thì sẽ là dạng âm tủ như thế này, rất là đẹp, chắc chắn. Đây là nội thất phía bên trong của tủ. Bên phải thì sẽ là ngăn mát này, thiết kế sẽ rộng, sẽ có gồm có các khay, các hộp. Các cái khay kính này thì anh chị có thể để các cái hộp thực phẩm và có cả khay để rượu. Đây, các khay kính thì đều là các khay kính cường lực. Rất là đẹp. Các cái hộp kín thì anh chị để rau củ quả, nó giữ ẩm rất là tốt. Đây là bên ngăn đông. Ngăn đông thì dung tích nó sẽ nhỏ hơn một chút so với ngăn mát. À, ngăn lấy đá. Đây là dòng lấy đá xoay. Đấy ạ. Đấy, cực kỳ là tiện. Khi chị lấy đá thì cái hộp đá nó sẽ rơi ở đây. Mình lấy đá ra rất là tiện dụng. Và cánh của tủ lạnh thì đều có các cái khay phụ. Đấy, chị có thể để các hộp thực phẩm nhỏ hoặc là các cái chai nước làm nước mát. Cái mẫu này thì BM đang chạy chương trình giá rất là tốt. Đang từ 30 triệu giảm xuống chỉ còn có hơn 28 triệu thôi. Model RS63R 5571SL, dung tích là 642 lít. Đã, dòng inverter tiết kiệm điện. Tiếp đến là sẽ là mẫu RS64R 53012C. Thì cái mẫu này thì thiết kế là dòng side by side dọc dài 2 cánh và mặt gương. Có chức năng là lấy đá, lấy nước ngoài luôn. Đã, với dung tích là 635 lít. Có làm đá tự động, có chuông báo mở cửa, cũng có công nghệ làm lạnh vòm và bộ lọc khử mùi than hoạt tính rất là tốt. Mẫu này thì cũng được bảo hành chính hãng là 2 năm toàn máy, 10 năm máy nén. Và ngoài chính sách bảo hành của hãng thì Ecomart vẫn có chính sách là 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Đây là khay lấy đá và lấy nước này. Đấy, anh chị có thể lấy được cả đá viên, đá xay, lấy nước. Tay nắm cửa sẽ là tay nắm âm như thế này, rất là chắc chắn. Đây là nội thất phía bên trong tủ. Thì bên tay phải cũng vẫn là ngăn mát và bên tay trái là ngăn đông. Thiết kế thì cũng tương tự như cái mẫu vừa rồi em quay. Mỗi ngăn thì cũng đều có các khay kệ kính và các cái hộp kín riêng biệt. Cánh tủ dòng side by side này, mẫu RS63R 63 62R 64R 53012C
Nó sẽ có thêm hộp chứa nước, chứa đá ở ngoài này. Đây là các khay phụ. Với cái công nghệ làm lạnh vòm này thì nó giữ nhiệt độ rất là đồng đều, giữ thực phẩm tươi ngon. Nó sẽ hơi lạnh nó sẽ lan tỏa đều các ngăn. Và với cái mẫu này thì hiện tại tại Ecomart đang bán với giá khuyến mại, giảm giá rất là sâu, chỉ còn khoảng hơn 29 triệu thôi thì anh chị đã sở hữu được chiếc tủ này rồi. Với hai cái màu này thì anh chị có thể thoải mái lựa chọn để phù hợp với cái không gian nội thất ở trong nhà mình. Hai cái mẫu này thì giá, với giá đang chạy chương trình khuyến mại thì đang giảm từ 1 đến 2 triệu một con. Thì anh chị nào mà đang quan tâm sản phẩm nào thì anh chị có thể để lại bình luận phía bên dưới để bên em liên hệ tư vấn, hoặc anh chị có thể liên hệ để trực tiếp đến hotline 0974178586 hoặc truy cập vào trang web ecomart.vn để tham khảo sản phẩm, vì số lượng cũng không có nhiều nên là chương trình có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Anh chị nào quan tâm thì hãy nhanh tay để lại bình luận để đặt mua được sớm nhất. Cảm ơn anh chị.